Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình có đi gặp cái anh khách ở quận 9. Hiện tại ngôi nhà ảnh thì mình cũng đang xin phép xây dựng. Khoảng 25 tháng 10 này là mình sẽ khởi công cái căn nhà của ảnh. Thì khi anh em đang ngồi trao đổi về công việc xây nhà sắp tới á, thì ảnh cũng có hỏi mình một cái câu hỏi mà mình nghĩ là chắc cũng nhiều người đang chuẩn bị xây nhà mà cũng rất là quan tâm. Anh nói là em ơi, anh xây hồi trước anh cũng xây một căn nhà rồi, và anh cũng thấy những người xung quanh anh là những cái ngôi nhà nó thường có những cái vết nứt trong ngôi nhà, không ít thì nhiều. Thì em có cách nào để làm cho cái ngôi nhà anh nó không bị nứt không? Thì sẵn đây mình cũng trả lời luôn cho mọi người là nếu mà mọi người biết được những cái điều này á, thì nhà mọi người sẽ không bao giờ nứt. Thứ nhất á, là cái vị trí giữa cột với lại tường gạch, mọi người cần cấy thép chờ trước khi đổ bê tông, hoặc sau khi đổ bê tông thì mọi người khoan cấy bằng CK 731 trước một ngày trước khi xây tường gạch. Thì khoảng cách của thép rau là từ 40cm đến 50cm. Cái thứ hai là trước khi mình xây tường gạch mình kết nối với lại cột á, mình cần nói anh em thợ là trép đầy cái phần hồi dầu vào trong cái chỗ cột để mình chuẩn bị kết nối xây tường. Quan trọng nữa là mình nên đóng lưới giữa cái vị trí giao nhau giữa cột và tường. Phần thứ hai là phần mà anh em cắt đục để đi cái ống nước, ống điện âm trong tường, cái ổ điện âm trong tường. Thì đối với cái phần này, trước khi mà mình che cái ống này lại thì mình cần tưới nước, sau đó mình mới đắp hồ. Tiếp theo nữa mình cũng không quên là mình đóng cái lưới, vì hai cái này là hai loại vật liệu khác nhau nên nó không thể mà kết nối được với nhau, nên mọi người cần đóng lưới vào. Và vị trí thứ ba là vị trí trên đỉnh tường, tức là vị trí giao nhau giữa đỉnh tường và dầm đà ở tầng trên. Thì đối với những cái vị trí mà giao nhau giữa tường gạch và tường bê tông cũng vậy, nên trét đầy hồ dầu vào vị trí kết nối giữa tường gạch và cái đà tầng trên. Thì sau đó là mình xây tường gạch thì mọi người nên nhớ là cho thợ người ta xây theo gạch nó xéo để mình có thể ép được cái lượng hồ nó sát lên phía trên của cái đà để nó kết nối với nhau vững chắc. Bước tiếp theo là mình không quên đóng cái lưới mắc cáo giữa cái điểm giao nhau giữa đà tầng trên và cái đỉnh tường tầng dưới. Rồi sau đó mình tô trét hoàn thiện bình thường. Vị trí nứt thứ tư là vị trí nắp những cái ô cửa. Thì đối với cái bệ cửa thì mình nên xây bằng gạch đinh. Cái phần lăn tô ở trên á thì mình nên cho anh em ngàm vào sau là từ 20cm trở lên. Và nó sẽ tốt nhất khi mà mình đổ trực tiếp cái lăn tô đó ở trên cái đỉnh cửa, thì nó sẽ có tính liên kết cứng hơn. Và cuối cùng thì mình cũng không quên cho anh em đóng cái lưới mắc cáo chống nứt xéo của cửa sổ. Sau đó mình tô trát bình thường. Thì mình trả lời xong câu đó thì anh nó chắc cũng yên tâm. Đó là những gì mình cũng cần chia sẻ với mọi người đang chuẩn bị xây nhà. Hy vọng rằng sẽ giúp được cho ai đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì hãy bình luận bên dưới để mình được trả lời cho mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.